Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương. Thì thưa các bác, hôm nay bên cơ sở Linh Hương chúng em tiếp tục hoàn thiện xong một đơn hàng mộc của gia đình chị Lê Phượng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị đặt bên cơ sở Linh Hương chúng em một bộ sập thờ tứ linh với chất liệu bằng gỗ hương đá. Với chiếc sập thờ tứ linh chân vuông 22, cao 1m17, sâu 1m07 và dài 1m97. Và đi kèm với nó là một chiếc bàn cơm tứ diện, hàng đục bốn mặt nhá, cao 47, rộng 61 và dài 1m27. Thì đây là một đơn hàng của gia đình chị Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay bên cơ sở Linh Hương chúng em cũng đã hoàn thiện xong phần mộc rồi đây. Thì em quay video clip này trân trọng gửi đến chị cũng như giới thiệu đến các bác mẫu sập thờ tứ linh cho bên cơ sở Linh Hương chúng em sản xuất nhá. Thì các bác đang thấy trước mặt đây, với chiếc sập thờ này là chân vuông 22 liền khối. Đây là chân vuông 22 liền khối nhá, chúng em đọc cầu liền này, cầu liền chân móng, chân vuông 22, dạ tiền dày 5 phân, chắp nổi kênh bong lên để đục là 12 phân. Thì hoàn toàn là bên em làm thủ công bằng tay nhá, để các bác thấy đây, hàng đục tứ linh long ly quỳ phượng, chiếc sập thờ rất là đẹp. Với chất liệu hôm nay là chúng em làm là bằng gỗ hương đá nhá. Thì đây phần hông đây, phần hông này là dạng ngang, nó cũng dày 5 phân này. Bên em cũng đục cho chị một con hầu cổ đây. Thì cổ đây là chúng em làm cổ bịt nhá. Đây là chúng em làm cổ bịt hết, tất cả là một tấm cổ liền khối, dày 2 phân rưỡi đậu, rất là dày đấy. Và khuôn mặt đây là dày 5 phân, ván mặt là dày 2 phân. Thì các bác thấy này, bên em đã lựa chọn cho chị một bộ ván rất là vần này. Bạn thấy gỗ hương đá này vần rất là đẹp. Em chờ cho chị một ván rất vần, rất là vần. Tổng thể cái ván này, ván dày 2 phần rất là dày. Phần hậu bên trong này, các bạn thấy, chúng em lựa chọn cho gia đình chị một bộ sập thờ, phải nói là gỗ là lục lạc toàn bộ nhá, trần trọi, không tí rát rập nào đấy. Đây là đơn hàng của gia đình chị Lê Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây phần hông bên đây. Ván rất là đẹp, vần hoàn toàn là vần tự nhiên. Và tiếp theo đây là chiếc bàn cơm này, chiếc bàn cơm cao 47, rộng 61, dài 1m27, đục hàng tứ diện nhé. Hàng em được bốn mặt cho gia đình chị đúng theo yêu cầu nhé. Một chiếc sập thờ tứ linh cầu liền trông nó rất đẹp. Thế nhưng bác nào mà đang có nhu cầu về bộ sập thờ tứ linh này với chất liệu bằng gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ hoặc gỗ cổ thì hãy liên hệ trực tiếp với bên cơ sở Linh Hương chúng em theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214. Cũng có thể đến trực tiếp bên cơ sở em để được chúng em tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của các bác. Thì cơ sở em nằm tại làng nghề mộc La Silva, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và các bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương để được xem những mẫu mã mà mới nhất mà bên cơ sở em chuẩn bị cho ra mắt tới đây. Và em cũng xin dừng video clip này tới đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.